báo chí Anh choáng ngợp và nể phục bóng đá Việt Nam. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí. Việc các khán đài ở Việt Nam chật kín khán giả khiến cho những người Anh cũng thèm muốn trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Giải V-League đã trở lại vào thứ 6 vừa qua với trận đấu Nam Định gặp Viettel, cũng như các trận đấu ở Cúp Quốc gia trước đó, những trận đấu ở V-League cũng chứng kiến rất nhiều cổ động viên Việt Nam vào sân. Điều đó tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt, khiến cho ngay cả những nước có bóng đá phát triển như Anh cũng phải thèm muốn. Nó cũng là tín hiệu cho thấy Việt Nam đã làm rất tốt công tác chống dịch. Nhất báo lớn ở Anh là Daily Mail đã bình luận về vấn đề này với sự nể phục. Họ có bài viết: không còn cách ly xã hội, người hâm mộ ùn ùn tới sân khi bóng đá Việt Nam trở lại. Tờ báo này quan sát trận đấu giữa Nam Định và Viettel và đưa ra bình luận: giải đấu bóng đá ở Việt Nam đã khởi động trở lại vào thứ 6 với những khán đài chật cứng. Việt Nam đã trở lại bình thường sau khi đối phó hiệu quả với dịch Covid-19 và những người mộ có thể thoải mái tới sân và không phải cách ly xã hội. Nhờ thế, gần 30.000 người đã được vào sân theo dõi trận đấu giữa Nam Định và Viettel. Trong đợt dịch vừa qua, Việt Nam đã chứng kiến 328 ca nhiễm nhưng không có người nào tử vong. Các nhà chức trách Việt Nam đang muốn khởi động lại nền kinh tế, bóng đá cũng được bật đèn xanh trở lại sau 3 tháng tạm hoãn. Hình ảnh những người mộ ngồi kế bên nhau trên khán đài chật cứng tạo nên sự nhộn nhịp, hối hả ở V-League. Nó trái với cảnh điều hưu ở bóng đá châu Âu, giải Bundesliga đã khởi động lại nhưng không có khán giả. Sắp tới, giải Premier League, Serie A, La Liga có thể cũng diễn ra theo kịch bản như vậy. Chốt bài, tờ Daily Mail đã nhấn mạnh, Việt Nam đã được ca ngợi nhờ những phản ứng nhanh trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19. Hình ảnh cổ động viên ngồi chật kín khán đài là phép thử tốt, mở đường cho Việt Nam chính thức công bố hết dịch. Các cầu thủ cũng luôn hạnh phúc khi chứng kiến đám đông trên khán đài. Trước đó, hãng tin Reuters Anh cũng có bài viết tương tự bày tỏ sự choáng ngợp trước không khí bóng đá ở Việt Nam sau đại dịch Covid-19. Họ dẫn lời của Quế Ngọc Hải: tôi không có ý định so sánh quốc gia này với quốc gia khác, nhưng bóng đá Việt Nam đã thực sự trở lại sau đại dịch Covid-19. Nó cho thấy những người Việt Nam đã chiến đấu tốt với đại dịch như thế nào. Đừng quên để lại bình luận và hãy nhanh tay đăng ký rồi bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé.